Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình nha. Thì khi mình đăng cái video về cái phiên bản mới ở ngày hôm qua thì mình nhận được khá là nhiều cái sự ủng hộ của các bạn, và cái video đấy thì đã được 11k view tính đến thời điểm bây giờ là buổi chiều mình đang quay video này. Thì sự trông đợi của các bạn thì mình cũng xin cảm ơn, và anh em cũng bảo mình là làm những cái cầu thủ nào mà vừa được cập nhật khuôn mặt để có thể là anh em dùng để anh em build những cái đội hình nó chuẩn hơn, và để anh em cũng để anh em biết để anh em có thể là mua về cho đội hình của mình. Thì mình cũng rất là cảm ơn các bạn ủng hộ mình trong cái thời gian này, và video hôm trước mình quay ấy, là video về phiên bản cập nhật đấy đã được đạt được hơn 10k view rồi, và mình cũng thật sự là cảm ơn các bạn nhé. Để đáp ứng được cái lòng của các bạn thì chúng ta có thể là mình sẽ làm một cái video về những cầu thủ mà đã được thay đổi khuôn mặt mà mình biết nhé. Thì đấy, những người đây là những cầu thủ đã được thay đổi khuôn mặt mà mình biết. Ngoài ra thì còn những cầu thủ của nó khá là nhiều, hoặc là những cầu thủ mình biết nhưng mình không mua được, anh em có thể dùng để anh em sử dụng để anh em build hình này. Ngoài những cầu thủ này, đầu tiên là Alexander Arnold này, Ajax Akimi này, Amad Traore này cầu thủ rất là đặc biệt này. Cầu thủ này là cầu thủ trẻ của MU nhé, chứ không phải là Amad Diallo đâu nhé. Amad Traore mới là đúng nhé. Anh em nào build đội hình của MU thì anh em có thể là chú ý với cầu thủ này. Tiếp theo lại là một cầu thủ của MU nữa, đó là Alex Telles, thì cũng đã được cập nhật khuôn mặt mới. Tiếp theo đó là Ferran Torres này. Ferran Torres vừa cú hat-trick trong đêm ngày hôm qua với trận đấu với Newcastle anh em ạ. Tiếp theo là Thomas Partey, và anh em khá là mong chờ đó là trường hợp của Kai Havertz. Tiếp theo đó là Yannick Carrasco hay là Pierre-Emerick Aubameyang. Thì đấy là những cầu thủ mà mình nêu ra thôi. Ngoài ra thì nó vẫn còn ví dụ như là trường hợp của Sergio Ramos của Barca này, hay là Calvert-Lewin của Everton anh em ạ. Thì đấy là một số cầu thủ mình nêu ra thôi. Ngoài ra thì nó vẫn còn, anh em có thể là anh em theo dõi cho mình. Bây giờ thì mình với anh em sẽ vào cái trận đấu này để khám phá không là cầu thủ nhá. Mình sẽ zoom vị trí từng cầu thủ một để cho anh em xem. Đây là khuôn mặt của Telles, của hậu vệ trái của MU này. Khuôn mặt nhìn rất là mới và đẹp anh em nhé. Đấy, đạt đến độ tinh xảo. Ở game mobile này thì chắc chắn là game này như vậy là rất là ổn anh em ạ. Tiếp theo là Amad Traore đây, cầu thủ trẻ của MU mà anh em đang săn rất là nhiều đây. Đấy, Amad Traore hay còn gọi là Amad Diallo Traore anh em ạ. Tiếp theo đây là một hậu vệ phải đây, Ajax Akimi, cầu thủ người Maroc anh em ạ, đại diện cho Inter này. Đấy, cũng đã cập nhật này. Tiếp theo là Alexander Arnold. Ngày trước thì Arnold đang là một cầu thủ màu cái khuôn mặt của anh ta chỉ là màu đầu chọc thôi, còn bây giờ thì đã có thêm tóc và nhìn khuôn mặt thì nó cực kỳ là giống hơn rồi anh em ạ. Đó, anh em nhìn thấy rõ không? Tiếp theo đây, cầu thủ anh em khá là mong chờ đó là trường hợp của Kai Havertz. Kai Havertz thì nhìn mặt hơi gầy một chút anh em ạ, nhưng mà nhìn như vậy là rất là ổn rồi. Đấy, Kai Havertz chúng ta đây, Kai Havertz và Timo Werner thì hai cầu thủ mới thì đều đã được cập nhật nhé, anh em có thể sử dụng để build. Tiếp theo là Thomas Partey thì cực kỳ là giống rồi anh em ạ. Thomas Partey thì cực kỳ giống. Đấy, Thomas Partey mới khuôn mặt mới rất là giống luôn. Hay là Ferran Torres đây, Ferran Torres thì mình thấy khá là giống nhất anh em ạ. Ferran Torres là cập nhật rất là giống nhất luôn theo cảm nhận của mình. Đó, tiếp theo là Yannick Carrasco, cầu thủ đang có phong độ rất là cao cho màu áo của Atletico Madrid đây anh em. Đấy, Yannick Carrasco. Hay là Aubameyang đây, không còn nói tiếp mái tóc màu gà nữa anh ạ. Thì Aubameyang đang có cái mái tóc mà nó ngắn hơn một chút, nhưng mà như vậy mới là giống của Aubameyang bây giờ. Đấy, ngoài ra thì còn một số cầu thủ mà mình chưa kịp review hoặc là mình chưa mua được ấy, thì mình vẫn đã nói rồi, anh em có thể sử dụng em build đội hình nhé. Còn bây giờ thì trước khi kết thúc video thời gian ngắn, bây giờ chúng ok thì bây giờ mình sẽ làm một trận đấu đá online anh em nhé. Đấy, mình sử dụng cái đội hình khác chứ không phải sử dụng hình vừa nãy. Nếu mà kết thúc video thì nó có thể là hơi ngắn một chút. Bây giờ mình sẽ vào một trận đấu đá online để có thể là chơi với anh em. Thì rất mong anh em sẽ ở lại một chút của mình để xem mình đá online anh em nhé. Mình đá thì gà thôi, nhưng mà anh em ủng hộ, ở lại ủng hộ mình một chút thì mình cũng vui thôi anh em ơi. Mạng lại lag rồi. Chỗ mình dạo này là nó cứ sáng nắng gắt nhưng mà chiều lại mưa, nên là cứ chiều thì mạng lag lắm anh em ạ. Nên là có gì anh em thông cảm nhé. Mình quay được video những nội dung chính cho anh em là có thể là ok rồi. Ronaldo và phối hợp rất là hay.
và bắt rất là hay của đội môn anh em ạ. Anh em thấy một pha phối hợp khá là hay của đội mình đúng không? Một pha tung chuyền rất là vừa vặn cho Ronaldo của Alba và bàn thắng đầu tiên. Như vậy là mình đã có bàn thắng dẫn trước anh em ạ. Thì trong là những phút tới đây có thể là nó dễ đá hơn đối với mình. Ui, phạm lỗi rồi. Những pha dứt điểm như vậy thì rất là hên xui anh em ạ. Một đường chuyền về hơi nguy hiểm. Đây là Luka Modric. Pogba. Chuyền lên cho Ronaldo nhưng mà có thể là không kịp rồi. Những đường chuyền mà thẳng vào trung lộ như vậy thì rất là nguy hiểm anh em ạ. Có phối hợp rất hay của đội bạn nhưng mà không thể qua được chân của Virgil van Dijk. Ronaldo hơi nhẹ mất anh em ạ. Đội bạn chưa có cơ hội để phản công, chưa có một pha dứt điểm nào có nguy hiểm anh em ạ. Thì hiệp 1 đang trôi về những phút cuối và như vậy là phút thứ 37 rồi và mình đã dẫn trước với tỷ số đó là 1-0. Bàn thắng của Ronaldo, pha đánh đầu rất là hay. Vị rồi anh em ơi, khi vị rồi. Như vậy là phút thi đấu thứ 45 và hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số là 0-1. Bây giờ chúng ta sẽ chơi tiếp hiệp thi đấu thứ 2 với những con người này em nhé. Đấy, mình sẽ chơi tiếp tục hiệp thi đấu thứ 2. Mình sẽ thay cho Erling Haaland vào đi. Erling Haaland vào thay cho tiền đạo này và Messi ra ngoài nhé. Ronaldo đã. Erling Haaland mà cắm thì thôi rồi anh em ạ. Chiều cao, thể lực cũng như là kỹ thuật đều tốt anh em ạ. Erling Haaland là một cầu thủ cắm, nói chung là hot nhất, một trong những cầu thủ cắm tốt nhất hiện tại ở trong game cũng như là ngoài đời luôn anh em ạ. Những pha chạy của Erling Haaland thì anh em nhìn thấy không thể có gì mà lẫn vào đâu được. Chạy thì giống hệt Mabu luôn anh em ơi. Trong số anh em này có anh em là fan Erling Haaland không anh em? Ôi rồi. Cũng là một pha đánh đầu thì đội bạn đã gây ra một pha nguy hiểm dành cho các cầu thủ của đội mình. Pha phóng rất tốt của Sergio Ramos, đội trưởng của chúng ta. Tiếp tục là một pha cản phá rất là hay. Bóng bà rất là cao thì đã lui về để phòng ngự rồi anh em ạ. Ok, một pha kỹ thuật của Ronaldo. Tiếp tục một pha gắp bóng kỹ thuật nữa. Như vậy là một đều. Một đều anh em ơi. Thì có lẽ là những phút thi đấu tiếp theo sẽ là những phút thi đấu bùng nổ nhất với cả hai đội của mình. Đội bạn chắc lại thay người rồi. Ok, người ghi bàn cũng là Ronaldo. Phút thi đấu thứ 63 rồi. Ok, mất bóng nguy hiểm quá. Không sao thì Alexander Arnold đã lấy lại bóng rồi dành cho đội mình. Ronaldo. Pha mở cánh lại hơi nhẹ. Pogba. Toni Kroos.
Ui, rất tiếc đến việt vị rồi anh em ạ. Và điều rất là lộn xộn. Pha sai lầm của thủ môn đội mình và mình đã dính vào bàn thua anh em ạ. Như vậy là tỷ số là 2-1 nghiêng về đội bạn. Bây giờ mình cố gắng phải gỡ hòa thôi anh em ơi, không để thể thua như thế đâu. Bóng chuyền không tới được vị trí của Ronaldo. Ok, như vậy là thiếu một chút may mắn thì mình đã bị thua với tỷ số đó là 2-1. Và video của mình đến đây kết thúc nhá. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhá. Mình bye bye anh em. We'll be right back.